Rồi, cô chào các bạn ha. Cô tiếp tục hướng dẫn các bạn 131 tới 140 ha bạn ha. Ở câu này là câu mình dịch nghĩa được cho bạn ha. Rồi, câu A là dĩ vãng cớ, cơ hội. Câu B là hợp đồng. Câu C là dĩ vãng destination, là điểm đến. Và câu D là sự phân tích. Các bạn hiểu được chưa? Rồi, thì câu 131 này các bạn sẽ thấy ngay. Đó là gì bạn? Câu D là hợp lý, thì các bạn bản phân tích, sự phân tích. Các bạn một bản phân tích chính xác của những cái cuộc khảo sát là gì bạn? Là cấp bách, là cần thiết các bạn ha. Là cấp bách, là cần thiết. Nên là đây là khẩn trương, là bắt buộc đó bạn ha. Như nào bạn để xây dựng một cái good understanding of, một cụm từ luôn bạn. Sẽ đi một cụm từ là gì bạn? Good understanding of. Nhớ cô cụm rất là hay là gì bạn? Good understanding of là hiểu biết. Hiểu biết rõ, hiểu biết tốt về ai đó, về cái gì đó, về gì bạn, nhu cầu khách hàng. Được chưa? Rồi, giờ đó mình chọn ngay đáp án là câu D. 132. 132 này các bạn chọn đáp án gì các bạn? Gì các bạn? Cái ông này, ông như nào các bạn? Gần đây đã hoàn thành. Đây đã hoàn thành. Hoàn thành cái gì đấy? Cái bản thông báo. Bản thông báo chi tiết mà như nào các bạn? Chi tiết mà câu A là gì các bạn? Ngay lập tức. Câu B extensively, một cách mở rộng, một cách như sao nhỉ? Nó rất là nó cụ thể chi tiết không nữa. Đó, được chưa? Rồi câu C là cuối cùng, và câu D là gì các bạn? Immensely. 132, câu D là hết sức hoặc là vô cùng. Cái đó mình thấy đáp án B là hợp lý nhất, đúng bạn ha? Là như nào bạn, nó đã vừa như nào hoàn thành một cái bản báo cáo chi tiết mở rộng, được chưa? Về gì đây? Về cái việc mà khuynh hướng về nhà cửa qua 10 năm qua, được chưa? Rồi, 132, ok rồi. Tới 133, câu này là câu khá là hay. Cái từ gì bạn? Cái từ honor. Nhớ nó là âm câm âm hờ các bạn ha. Và bạn sẽ đọc là gì đấy? Honor. Mình cho bạn honor. Chứ không phải là honor. Mình cho honor. Nó nghĩa là gì các bạn? Nó có nghĩa là danh từ, nó nghĩa là danh dự, đúng không bạn ha? Danh dự, danh giá, thanh danh. Cho các bạn ha. Rồi, và khi nó là động từ, nó nghĩa là gì các bạn? Ca ngợi, công khai, hoặc là nó nghĩa là thể hiện sự tôn trọng đối với ai đó hay là cái gì. Mình cho bạn ha. Thể hiện sự tôn trọng hay là kính trọng đối với ai đó hay là cái gì. Chưa? Thì dịch nghĩa câu này nè bạn nha. Nhưng mà câu này nó có một cụm rất là hay. Cụm nó là cụm gì bạn biết không nhỉ? Đó là gì bạn? In honor of someone hay something, nghĩa là để tỏ lòng tôn kính, là trân trọng đối với ai đó. Cô nhắc lại nha, cụm từ in honor of someone hoặc là something là gì bạn? Để tỏ lòng tôn kính, kính trọng ai đó. Chưa? Thì như nào bạn, cái thư viện này nó quyết định mở ra một cái phòng lab, phòng máy tính cho việc sử dụng công cộng để tỏ lòng tôn kính, kính trọng tới cái ông này, là cái người đã phục vụ như là một cái thủ thư các bạn ha, librarian, là một thủ thư ở đó hơn 50 năm đó, hay cho bạn nha. Câu này các bạn nhớ là phải coi như nào các bạn. Rồi đáp án nó bị nhảy ra rồi, gì đây, của ba mà các bạn, đây là câu B, được chưa? Rồi mình chuyển sang câu 134. 34 là câu dịch nghĩa nè, đúng không bạn? Until là cho đến khi, cho đến. Câu B là due to là bởi vì. Câu C ahead of là trước. Và câu D despite mặc dù nha. Một vài cái gì các bạn? Đồ tạo tác mà nó được khai vật, nó được khai vật ở gì các bạn? Ở Asia là ở đâu các bạn? Ở đâu? Ở châu Á, được chưa? Rồi thì nó như nào đây bạn xem được, cô thử chọn đáp án nào cho cô nào. Bán gì bạn? Câu C chính xác, được chưa bạn? Rồi là ở châu Á, một vài cái đồ tạo tác nó được khai vật ở gì bạn? Ở châu Á, được chưa? Ở Asia. Rồi là gì bạn? Ở châu Á, được biết là nó đã được phát minh, đúng không? Nó được như nào bạn? Phát minh mà một vài trăm năm trước, được chưa? Một vài trăm năm trước vậy bạn. Trước khi cái từ once này là cái đồ tạo tác đó, trước khi những cái đồ tạo tác tương tự được tìm thấy ở phía
phía tây, được chưa? Do đó mình thấy ngay đáp án đúng là đáp án gì bạn? Câu C là nó hợp lý về nghĩa nhất, được chưa bạn ha? Rồi 135. Bạn thấy có từ gì nhỉ? Familiar, hồi bữa cũng vậy các bạn, cái từ familiar with, quen với gì đó, các bạn nhớ không? Vậy unfamiliar là không quen thuộc, nghĩa là lạ lắm, không quen thuộc. Câu B difficult là khó khăn, là câu C hoàn thành hoàn tất. Câu D là gì bạn? Là gì nhỉ? Là có lợi, xin lợi ha. Thì nhiều người đã trả lời rằng họ không có quen, họ không có quen, họ rất là lạ lắm, họ không có quen với cái việc sử dụng sách điện tử các bạn ha. Trên cái gì bạn? Cái questionnaire, những câu hỏi mà khảo sát đúng không? Thì mình thấy cho cô là chọn ngay là unfamiliar, được chưa bạn ha? Unfamiliar, được chưa? Rồi là bạn nhớ nó đi viết từ with nha bạn nha. Un hay là familiar with something, nhưng khi mà familiar to someone nha bạn nha. Rồi ví dụ cô nói là cái game này nó rất là quen thuộc đối với tôi, thì nó là gì bạn? This game is familiar to me. Còn nói cái game này thì như nào bạn? Như là bạn tôi thì quen thuộc với cái game này, thì I am familiar with this game nha con nhá. With something or to someone. Rồi, sang câu 136. Câu này là cô hay giải cho các bạn khi học với cô rồi nè. Các bạn cho ví dụ rồi nè. Sau giới từ for, cái này nhớ câu này nhìn nó dài như vậy thôi nhưng bạn làm mất 3 giây thôi. Cái giới từ for là biết ngay là gì bạn? Sau đó là cụm danh từ. Danh từ đọc được thì mình, nhưng từ giới từ of trở đi là không quan tâm nữa. Thì chỗ này chỉ có cái đuôi gì bạn? Cái đuôi này là cái đuôi chỉ người thôi, được chưa? À, câu A cái này gì bạn? Nhiệt huyết, đúng không bạn hả? Câu B nhiệt huyết hăng hái. Câu B là người như thế nào bạn? Người nhiệt huyết. À, câu C là như bạn? Tính từ nhiệt huyết, được chưa? Hăng hái. Câu D là một cách nhiệt huyết, trạng từ. Thì như nào bạn, cái đại lý này nó cung cấp những cái như bạn, những cái gói tour đặc biệt mà nó với những cái khóa học là hiking, đi bộ đường dài ở phía ở vùng phía bắc của gì bạn, của vùng quốc gia này đó, cho những cái người mà như nào rất là nhiệt huyết, rất là thích các bạn ha, về cái việc mà đi bộ đường dài đó. Đây đáp án là câu B, được chưa? Rồi 137 là câu rất là hay. Ở đây các bạn thấy xem nào, cái ông này ổng đề nghị rằng chúng tôi yêu cầu cái reference letters là cái thư gì các bạn? Recommendation letter là cái thư giới thiệu từ ứng cử viên, được chưa? Mà ứng cử viên này là ứng cử viên được cân nhắc cho vị trí mới, thì mình thấy có phải là bị động không bạn? Bị động thì mình nghĩ đây là mệnh đề quan hệ nè, lược bỏ mệnh đề quan hệ nè, các bạn. Đáng lẽ thì bạn thấy cho cô, đáng lẽ là gì bạn? Chỗ này là phải là gì đây? Who gì bạn? Who are considered, đúng không? Who are considered, những cái ứng cử viên này được cân nhắc cho vị trí mới. Thì khi lược bỏ đi thì nó bỏ who, bỏ đi are, còn lại là gì bạn? Considered, được bạn? Considered thì made á, được chưa bạn ha? Thì nó như nào? Nghĩa là bị động đó. Nhưng mà nhìn vô tất cả đáp án mình thấy chẳng có đáp án nào là gì bạn? Là V3ED cả. Chẳng có thể nào động từ thêm made cả. Thì mình thấy ủa sao kỳ ta. Thì nhớ cho cô chỗ này thì như thế nào các bạn? Cái thì nó khác một chỗ thôi, là như thế nào các bạn? Các ứng cử viên này đang được cân nhắc tới vị trí mới. Thì có phải chỗ này phải là gì các bạn? Who are như thế nào các bạn? Who are being considered, đúng không? Là bị động của thì hiện tại tiếp diễn, đúng không bạn? Đó, khi bỏ đi who và bỏ đi to be còn lại being considered. Đó, ok chưa bạn? Đó, cũng không khó gì mấy đúng không bạn ha? Được chưa? Rồi, mình sang câu 138. Lộ đáp án rồi, nhưng mà câu này dễ đó. Cái từ because sẽ là một mệnh đề đúng không bạn? Nhưng ở đây mình thấy sau chỗ trống là động từ increase và một gì đấy, một cụm là gì bạn? Và tân ngữ. Thì biết ủa sao động từ nguyên mẫu increase thì không thể nào là because được. Because thôi cộng với một mệnh đề, đúng không? Loại luôn. Và in regard to và in the order of, hai cái này mình thấy nó tận cùng là to và of nè,
chứng tỏ mình cứ tưởng mình cứ nghĩ nó là sau đó là một dĩ bằng động từ thêm in, danh từ là cộng danh từ đúng không? Thì chỗ này cũng không thể vì nó động từ nguyên mẫu mà. Mình loại luôn là in order to là động từ cộng, sau đó động cộng động từ nguyên mẫu đúng không bạn? In order to là để làm gì đó, đúng không? Cộng với gì đây bạn? Động từ nguyên mẫu. Câu này nếu thật sự làm thì mình chỉ cần loại cấu trúc mình làm được câu này. Được chưa? Và cô nghĩ cho bạn để rõ hơn nhé. Để tăng được cái gì bạn? Cái sản lượng, đúng không? Cái sản lượng của cái nhà máy này thì ban quản lý thì sao các bạn? Ban quản lý đã quyết định implement, đã thi hành một cái, thực hiện một cái quá trình sản xuất mới. À, rồi sang câu 139. Câu đầu tiên mình thấy như nào đây? Dịch nghĩa ha, tiếp tục nha. Rồi, cái công ty này nó vượt qua luôn cái gì các bạn? Cái hạn ngạch, cái chỉ tiêu á, bán hàng của họ trong cái quý này. Rồi mình xong thử mình thêm thì cái vế kia nó như nào nha. Và cái sản gì bạn, cái lợi nhuận bán hàng của công ty kia thì lại giảm, là giảm hơn 15%. Thì mình thấy hai cái vế nó đối nghịch nhau đúng không? Một cái thì vượt quá chỉ tiêu luôn, còn một cái thì lại giảm xuống 15%. Mình chọn là gì bạn? Whereas, trong khi đó đúng bạn ha, trong khi công ty kia nó vượt qua cái chỉ tiêu luôn, mà trong khi đó thì như nào bạn, công ty kia lại giảm xuống gì đấy bạn, giảm xuống lợi nhuận lại 15%. Được chưa? Rồi 140 cuối cùng nào, câu dịch nghĩa đúng không bạn ha. Rồi, rất là nhiều nghiên cứu về kinh tế đã dự đoán rằng, nhớ cô predicted, dự đoán rằng thì gì bạn, cái 140 á, bạn chọn nói gì? Mình thấy cho cô là rồi gì đấy bạn, robust, tính từ cường tráng, lớn mạnh. Chỗ này đang thiếu một chỗ, một danh từ chính nè. Cái gì lớn mạnh? Thị trường lớn mạnh. Các bạn dự đoán rằng cái thị trường lớn mạnh sẽ xuất hiện cho cái gì bạn, những cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường hơn trong vòng 10 năm tới. Đó, chẳng hạn là market là phù hợp nhất về nghĩa cho bạn nha. Rồi, cô vừa mới hoàn thành xong phần 5 rồi. Cái video clip tiếp theo cô sẽ hướng dẫn bạn phần 6. Chào, rồi tạm biệt bạn nha.